Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với bản tin KTV ngày 17 tháng 9 năm 2022. Bản tin hôm nay, điều gì tiếp theo cho Bitcoin và thị trường tiền điện tử khi Ethereum mất kết thúc? Ethereum mất đến và đi, khiến các nhà đầu tư phải suy ngẫm về xu hướng phát triển tiếp theo trên thị trường có thể như thế nào. Trong một Cointelegraph Twitter Space với người sáng lập Caprio Funchak Edward, nhà phân tích đã đề cập rằng sự phấn khích đối với Ethereum mất và hành động giá tăng của nó đã phần nào nuôi dưỡng hy vọng trên thị trường. Bây giờ sự kiện đã đến và biến mất. Thị trường tiền điện tử đang bán tháo với giá giao dịch của Bitcoin BTC dưới 20.000 đô la và của Ether ETH dưới 1.500 đô la. Cuối cùng, các câu chuyện mới và xu hướng thị trường sẽ xuất hiện và nếu các nguyên tắc cơ bản là đúng, các nhà giao dịch sẽ xoay vòng vốn khi những nhà lãnh đạo mới này xuất hiện. Chúng ta hãy xem xét một vài xu hướng tiềm năng. Những người khai thác ETH trước đây sẽ đi về đâu? Mạng Ethereum đã chuyển đổi thành công sang mô hình bằng chứng cổ phần POS. Có nghĩa là các thợ đào đã cạn túi tiền nhưng vẫn có thể sở hữu GPU và cơ sở hạ tầng khai thác ASIC của họ. Có thể một số thợ đào có thể chọn khai thác trên một dây chuyền khác thay vì bán thiết bị của họ. Trong khi họ chưa giải quyết bất kỳ chuỗi cụ thể nào, Ravenicoin, Flux, Ethereum Classic và Ergo dường như là những người đi đầu. Dẫn đến hợp nhất, mỗi mạng đã thấy tỷ lệ băm của nó tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Giá của mỗi altcoin cũng tăng trong tháng qua, với AVN của Ravenicoin tăng 169%, X của Ergo tăng 132%, Flux tăng 156% và ETC của Ethereum Classic tăng 135% trong 90 ngày qua. Điều thú vị là tỷ lệ băm và giá đã giảm mạnh vào ngày 15 tháng 9 và tại thời điểm viết bài, chỉ có Flux và AVN là đang phục hồi. Trong những tuần và tháng tới, sẽ rất thú vị khi xem những người khai thác mạng nào có thể chọn làm ngôi nhà mới của họ và tác động của điều này đối với giá tiền điện tử. Hệ sinh thái Cosmos tiếp tục mở rộng, có vẻ như đang thu hút người mua đến với Atom, kể từ khi chạm đáy ở mức 5,50 đô la Mỹ vào ngày 18 tháng 6, giá của Atom đã tăng 137,5% và hiện đang giao dịch trên 16 đô la Mỹ. Phân tích cho thấy rằng các nhà đầu tư xem việc đặt cược thanh khoản sắp ra mắt Atom được sử dụng làm tài sản thế chấp để khai thác stablecoin. Sự ra mắt của Cosmos Hub 2.0 và sự phục hồi cuối cùng của tài chính phi tập trung nói chung là các yếu tố tăng giá dài hạn đối với giá Atom. Mua tin đồn và bán tin tức hay mua giảm giá? Mặc dù hành động giá hiện tại của ETH ít tăng giá hơn những người ủng hộ mớt và những người đầu cơ ETH có thể hy vọng, nhưng sự chuyển đổi thực tế sang POS dường như đã thành công và có lẽ theo thời gian, lợi ích của POS sẽ chuyển thành hành động giá tăng từ ETH theo đồng sáng lập của Jarvis Lab Ben Lilly. Bước đi của Joe Kuhn đối với các nhà đầu tư ETH không phải là để bị cuốn vào những ngày sắp tới. Người chơi chính có khả năng thực hiện bất kỳ loại hoạt động điên rồ nào là thợ mỏ. Và đó là một sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Lily giải thích rằng động thái của Joe Kuhn là ngồi đó và mua bất kỳ loại chuyển động quá xúc động nào. Vậy thì hãy ngồi lại và từ tốn. Trong tương lai, Ether có thể gặp phải một cú sốc về nguồn cung và có thể trở thành giảm phát. Việc bảo mật hơn nữa mạng lưới đồng thời mang lại lợi nhuận được đảm bảo cho tài sản ký gửi. Trong một thị trường đang mắc kẹt trong xu hướng giảm, việc tìm nguồn cung ứng an toàn có thể dự đoán được lợi suất có thể trở nên hấp dẫn hơn. Về cơ bản, Lily gợi ý rằng sẽ mất thời gian để sự nhiệt thành xung quanh việc hợp nhất lắng xuống và các nhà đầu tư bắt đầu tận dụng những lợi ích mà mạng POS Ethereum có thể mang lại. Còn Bitcoin thì sao? Trong phân tích Bitcoin của tuần này, tôi đã thảo luận về việc không có nhiều thay đổi thực sự với giá của Bitcoin. Giá của nó vẫn bị giới hạn trong phạm vi 17.600 đô la Mỹ, 24.400 đô la Mỹ trong 3 tháng qua và tất cả các cuộc biểu tình vượt ra khỏi mỗi mức cao kể từ ngày 29 tháng 3 đã bị giới hạn bởi đường trung bình động 200.
ngày và đường xu hướng kháng cự trên cao kéo dài từ Bitcoin mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021 là $69,400. Mặc dù việc tiếp tục củng cố trong phạm vi hiện tại có thể và thường là tốt cho các altcoin, nhưng căng thẳng vĩ mô có thể tiếp tục đè nặng lên thị trường tiền điện tử và cổ phiếu. Bản in chỉ số giá tiêu dùng nóng từ ngày 12 tháng 9 có thể dẫn đến việc tăng lãi suất mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và tác động tiềm ẩn đối với giá cổ phiếu có thể có tác động lan tỏa, thậm chí rõ ràng hơn đối với giá tiền điện tử. Vì lý do này, các nhà đầu tư phần lớn vẫn không thích rủi ro đối với hầu hết các loại tiền điện tử và có thể việc từ chối lặp lại ở đường xu hướng giảm dần trong dài hạn và kiểm tra lại mức hỗ trợ $19,000 cuối. Cùng có thể dẫn đến sự cố xuống dưới mức thấp nhất hàng năm. Video mang tính chất chia sẻ không phải lời khuyên đầu tư. Cảm ơn quý vị đã xem hết video.